Em liên tiếp cái mẫu xăm thịt bằng tay cho quý vị mình nhé. Đây là một cái cây xăm thịt bằng tay này. Hay nhà mình hay nấu ăn ấy, làm thịt nướng này, hay là chiên, là rang này, rám này. Thì mình thịt sườn ấy thì mình xăm cho nó mềm, nó thấm gia vị, nó cho ăn cho nó ngon nhá. Thì mình nên mua một cái này về này nhá, mình xăm và cho nó mềm, xăm vào thịt nhá. Đấy, khi mình xăm là nó như này, nó sẽ tự động như này nhá. Rồi, và đây là cái này là sắt chống là inox nhá, chống rỉ vẹt cho em này. Đấy, cực kỳ an toàn vệ sinh luôn ha, cái này bằng nhựa. Nó cực kỳ là về hợp về an toàn vệ sinh như này. Rồi, thanh lý với giá chỉ có 25.000 một cái nhá. 25.000 một cái đấy quý anh chị bà con của bác mình có nhu cầu thì alo cho em này. Em lên cái màu cao giãn vai gáy nhá. Bác nào mà thường xuyên đau vai gáy này, mỏi cổ, mỏi lưng này, đấy hoặc là đau cổ tay, cổ chân thì mua một cái hộp này về giãn nhá. Đây là cao giãn vai gáy hải cứu cho em, gồm có một cái hình như này, là nó rất là dễ giãn. Giãn ở đâu cái vị trí nào cũng nó có thể cong queo cũng được nhá. Rất chi là dễ này và nó là độ bám rất chi là cao. Và cái ngày cứu này nó rất là nóng nhá. Rồi, với là một hộp như này gồm có 12 miếng cho em này. Hôm nay em sale cho tất cả quý bà con các bác mình về xài với giá chỉ có 20.000 đồng một hộp nhá. 20.000 đồng một hộp thôi. Em lên cái màu lười đánh bóng cho toàn thể quý vị mình nhá. Đây là cái màu lười đánh bóng đá hoa cương nhá. Đấy, nhà mình này, cái đá mà nó cầu thang này, bếp này hơi nó hơi cũ rồi đấy, thì mình mua cái lười này về mình đánh bóng lại cho nó mới nhá. Rồi, đây là một cái mẫu lười đánh bóng đan cực kỳ là xịn luôn. Đấy, cái em còn stock kho còn mấy thùng thôi. Hôm nay sale với giá phải nói là cực rẻ luôn. Giá này là gọi là giá lộ lộ luôn nhá, giá lộ luôn đấy. Đấy, ba cái nhá, ba cái 20.000 cho em. Ba cái 20.000 nhá. Rồi, anh nào lấy được thì alo cho em này, nhanh tay nhá. Đấy, số lượng thì có hạn thôi. Ba lười 20.000 cho em, lười đánh bóng đá nhá. Em lên cái màu mặt đàn còn gọi là ổ bi đấy, dành cho tất cả các quý anh chị em bà con bạc mình nhá. Đây là cái màu mặt đàn thay cho máy mài này, máy khoan này. Đấy, với là cái đường kính của nó nhá. Đây là cái màu các bác nào ấy mà thường xuyên mở ra thường biết nó cái mặt nhá. Cũng cái mã của nó là 607 nhá, mã 607 này. Đấy, và 608 hai mã dành cho máy khoan máy mài cho em nhá. Đấy, hai cho mã này. Đây là mã này là mã 608 nhá. Đây đây 608 này. Hàng này hàng Thái Lan cực kỳ là ngon luôn quý vị ơi. Đây mặt đàn này của Thái Lan nhá. Hàng đi bét Thái Lan cực kỳ là xịn sò luôn. Đấy để thay cho máy mài này, máy khoan quý vị nhá. Rồi quý vị nào có nhu cầu quan tâm này thì alo cho em nhá. Em bán đi theo đôi nhá, một cặp của nó là 15.000. Có nghĩa là hai cái 15.000 nhá, hai cái 15.000. Đấy quý anh chị em bà con bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Xin kính chào toàn thể quý anh chị em bà con bác trên khắp mọi miền tổ quốc nha. Rồi quay trở lại với cân máy ngày của em hôm nay nhé. Rồi em sẽ thanh lý một cái số mặt hàng giá phải nói là cực kỳ rẻ luôn và cực kỳ xúc cho quý vị bà con của bà con nhé. Với là cái màu là cái thang này, cái thang là thang để thay thế vào máy mài này, máy khoan này. Nói chung là em có ba loại luôn, ba loại ba cỡ khác nhau nhé. Nó to dành cho máy khoan bàn cũng có này nhé. Đây khoan này là khoan cho máy khoan 10 khoan bót này. Hay khoan đục ba chức năng ấy, rồi khoan máy mài này, máy mài rồi máy khoan cầm tay 13 ly này, nó đầy đủ mã như này, bốn mã nhá. Thì hôm nay em sẽ sell một cái combo là gồm có bốn cái như vậy là 15.000 nhá, bốn cái nhá, bốn cái 15.000 đấy. Có thằng mã thì tùy theo mình nhá, có mã nằm trong này, đấy, để em sẽ quay cái mã đấy. 303 nhá, 303 này, rồi đây này 303 rồi thêm đây nữa nhá. Em lên tiếp cái màu kìm bấm hàng cực kỳ là xịn quý vị nhé. Đấy, hàng này là hàng mới 100% luôn, hàng còn bóc hộp nhé. Đấy, còn stock kho tầm mấy trăm cái thôi. Hôm nay đưa ra thanh lý cuối năm cho toàn thể quý anh chị em và bạn mình nhé. Đây là một cái màu kìm bấm mà được mà chrome nhé, chống rỉ rét, hàng cực kỳ là xịn luôn. Đấy, và đây là mình mua về này mình sử dụng gia đình nhé. Nó kẹp rất là đa năng này. Đấy, nó làm đa năng nhé, mình kẹp mình dụa mình mài đấy, các kiểu như này, vàng ốc vàng vít đấy, sửa chữa gia đình như này cực kỳ là hay luôn nhá. Riêng cái mẫu này là gọi người ta gọi là kìm bấm chết, cái mình bấm vào là nó sẽ nó cố định như vậy, mình chỉ có việc đưa đằng cái tay mình trợ lực cho nó đi thôi. Đấy, nó cực kỳ là ngon luôn nhá. Rồi hôm nay xăm xeo với giá cuối cùng luôn nhá. Đấy 25.000 một cái cho em này, với giá 25.000 thôi. Quý anh chị em bà con hoặc mình quan tâm thì alo cho em nhá.
rồi em lên điệp cái màu đèn pin cho toàn thể quý vị bà con hoặc mình rồi nhá. Đây là một cái màu đèn pin phải nói là cực kỳ là đã luôn quý vị ơi. Đây, đèn thì đầu loa to nhá, đây, rồi siêu xa luôn, bóng led siêu sáng nhá quý vị nhá, siêu xa siêu sáng luôn, hàng cực kỳ là đại nhá. Đấy nhìn thấy chưa quý vị, nhìn thấy đại chưa ấy, ban ngày mà nó sáng như này đấy. Một cái màu đèn pin đầu loa tay cầm, có tay cầm cho em này này, và đặc biệt cái màu này ấy thì nó có đèn báo pin này, đèn báo pin nhá, và sạc có dây sạc theo kèm luôn, có một cái dây sạc theo kèm quý vị nhá. Đấy nhìn thấy chưa, cực kỳ là đại luôn. Đấy, dây sạc này. Đấy, dây sạc theo kèm cho quý vị mình. Và ngày hôm nay trên live em sẽ thanh lý rồi mà còn có quà tặng theo kèm cho quý vị nữa nhá. Rồi một cái bộ combo, một cái bộ combo như này. Rồi một đèn lớn, một đèn nhỏ như này nhá. Một cái đèn nhỏ mini nằm trong hộp đấy. Phải nói là cực kỳ là ngon luôn. Đấy, cũng là dàn đèn pin xịn sò đấy, mini cực kỳ là đẹp luôn nhá. Rồi, thanh lý với giá chỉ có là 100.000 nhá, 100.000 hai sản phẩm. Đấy 100.000 hai sản phẩm cho em này. Đấy, ok chưa? Quý anh chị em bà con của bác mình ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhé, vào số hotline em im trên màn hình. Hôm nay cái màu búa lùn cho quý vị nhé, hãy ngày về một cái màu búa lùn cực kỳ là đẹp luôn quý vị ơi. Đấy, nhìn hàng năm sao nhá, búa lùn của Nhật cực kỳ là đã luôn. Đấy, búa lùn của Nhật quý vị nhé. Đấy, Puka Japan này, hàng cực kỳ là VIP luôn. Đấy rồi thì ngày hôm nay thanh lý cho toàn thể quý vị bà con của bác mình này, với giá chỉ có 38.000 nhá, 38.000 thôi. Đấy, cho có bọc cao su êm này, đấy, cầm nắm này, không bị trơn trượt nhá, cực là xịn sò luôn. Đấy, búa này thì nói chung là mua một cái về xài cho nó sướng một đời nhá, nhổ đinh đóng đinh thoải mái cho em này, cực kỳ là ngon luôn nhá, tiền lời gòn nhè cho em. Đấy, có nhu cầu mốc thì alo cho em nhá. Em lên cái màu pin cho toàn về quý vị nhá, mình lấy ra cái màu pin tiểu cho em này, pin này là pin tiểu đấy, pin này là pin Indonesia nhá. Pin cực kỳ là xịn luôn quý vị ơi. Đây hàng cực kỳ cao cấp cho quý vị mình này, mua về để bỏ remote TV này hay là đồng hồ này các kiểu nhá. Rồi, ngày hôm nay vẫn thanh lý theo cái mức giá cực sàng nhá, 3k một cặp nhá, là 3.000 một cặp thôi. Đấy, pin nhá, 3.000 một cặp cho em này. Ô cực kỳ là đã luôn quý vị ơi, hàng cực kỳ cao cấp luôn. Rồi, và ngày hôm nay em sẽ sell tiếp một cái màu nữa, đấy là cho toàn thể quý vị bà con bạc mình nhá. Một cái lô sản phẩm đầu khẩu nhá, cái đây là cái hàng đầu khẩu, hàng cực kỳ cao cấp luôn. Và đây có như là như hình nhá, đây là một cái bộ của nó nằm trong công lê như này nhá. Đây là một công lê như này, gồm có này một cái típ mở này để bôi làm bảo dưỡng này. Thứ hai là một cái đầu nhá, cái đầu này là đầu chuyền, đây có ốc luôn, đầu chuyền để mình lắp vào những cái bộ bu lông ấy. Đấy, lắp vào những cái bộ bu lông cho em nhá. Đây bu lông 1/2 ấy để mình khoang này, và một cái đầu chuyên vít nhá, một cái đầu này là đầu để chuyền qua băng vít khi mình gài vào đây không bị rơi nhá. Đấy, không bị rơi cả những cái đầu vít, đầu tôn. Đấy, để lắp vào bu lông 1/2 nhá. Và đặc biệt đây là gồm có 5 cái đầu khẩu, 6 đầu khẩu nhá. Gồm có đầu khẩu 14 này, đầu khẩu 14, đầu khẩu 17 này. Đấy, đầu khẩu 18, đầu khẩu 19 và đầu khẩu 21, 22 cho em nhá. Rồi, thanh lý một cái bộ com lê như này, ngày hôm nay em sẽ sell cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình với một cái giá là hết cốt luôn nhá, 130.000. Đấy, với giá chỉ có 130.000 một cái bộ sản phẩm như này, cực kỳ là đã luôn nhá. Đấy, cực kỳ là ngon luôn. Rồi, tiếp đến là cái sản phẩm mà lưỡi cắt cho quý vị nhá. Tiếp đến là cái màu sản phẩm mà lưỡi cắt này. Đây là cái lưỡi cắt cổ. Đấy, lưỡi cắt cổ nhá, hàng này hàng Thái Lan cực kỳ là ngon quý vị nhá. Lưỡi cắt cổ xài lưỡi một tấc một cho em nhá. Xài lưỡi một tấc một cho em này. Đấy, với giá 35.000 đồng một cái này, 35.000 nhá. Rồi còn đây là lưỡi cắt đa năng. Lưỡi cắt đa năng này 350.000 nhá. Lưỡi cắt đa năng 350.000 cho em này. Một lưỡi nhá. Đây là lưỡi cắt đá, là mình xài đá là một tấc này, một tấc 25 này là được, ok nhá. Rồi, và đây là một cái lưỡi cắt cổ xài lưỡi 185. Đấy, lưỡi cắt cổ xài lưỡi 1 tấc 85 cho em nhá. Đây là một cái lưỡi Makita, hàng cực kỳ là cao cấp và xịn sò luôn. Hàng cực kỳ cao cấp và xịn sò luôn nhá. Rồi, thanh lý với giá chỉ có là 85.000 nhá. 85.000 một lưỡi cho em này, 85.000. Hàng cực kỳ VIP luôn quý vị ơi. Đấy, hàng net như Sony luôn. Đấy, mốc về xài nhá. Cực kỳ là đã luôn. Japan. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa? Mà Makita Japan cực kỳ là cao cấp. Đấy. Rồi, đến là keo điện này. Keo điện thì 5.000 đồng một cuộn nha em này. 5.000 đồng một cuộn nha em này. Đến kìm bấm Crossman. Đấy, kìm bấm Crossman. Kìm bấm này thì em đang sale với giá chỉ có 65.000 một cái nha.
hàng Crossman USA cực kỳ là ok luôn nha. 65.000 một cái cho em này. Rồi, đấy là cái màu kim bấm. Tiếp đến là cái màu một cây đèn bạo nhá, một cây cái màu đèn bạo ấy. Hàng có điều chỉnh đấy nhá. Đây là ánh sáng vàng nhá. Ánh sáng vàng quý vị nhá, xài bóng led cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, mình về mình treo mắc lên nhá. Hồi xưa là bảo đèn bạo thì mình xài bằng đèn dầu. Nhưng bây giờ là xài bằng pin nhá. Pin thì xài nó là xài pin 18650 mà nó có thể dưới này. Đấy, nó mở mình mở ra như này nhá. Pin này là pin rời, mình có thể tháo ra được. Đấy, thay thế pin được cực kỳ là ok luôn nhá. Rồi có dây sạc theo kèm luôn. 120.000 nhá. Với giá 120.000 cho em này. Một cái nhá. 125.000. À 120.000 nhá. 120.000 cho em. Rồi, đến là cái bàn chải đánh răng Hàn Quốc này. Đấy, màu bàn chải đánh răng Hàn Quốc cực kỳ là VIP luôn. Đấy. Siêu mềm luôn, cái sợi này tơ mềm nhá. Đánh không bị đau răng đau níu luôn quý vị nhá. Đấy, cực kỳ là đã luôn. Rồi, ba cái này, một cái 10.000 nhá. Một cái 10.000 cho em mà mua 5 cái là tặng 1. Mua 5 cái tặng 1 quý vị nhá. Một cái 10.000. Mua 5 cái tặng 1 cho em này. Đấy, cực kỳ là đã rồi. Rồi, kế tiếp là cái sản phẩm kim. Đấy, kim điện nhá. Hàng cực kỳ là đã luôn. Đấy, kim điện cực kỳ là ngon nhá. Quý vị nhìn thấy chưa? Có thể bo này, bo mở dây điện này, cực kỳ là đã này nhá. Cắt này, thoải mái cho em nhá. Với giá chỉ có là 35.000. Đấy, xeo nhá, xeo 35.000 thôi. Phê chưa? Rồi, keo dạng đa năng này. Đấy, thấy quý vị chưa? À, đây là cái mẫu keo hai mặt chứ, keo dạng hai mặt cho em, keo dạng hai mặt trong. Cực kỳ là dày luôn nhá. Đây là một cái cuộn cực kỳ là dày này. Quý vị nhé, to, dày. À, cực kỳ là đã luôn, 25.000 một cuộn nhá. 25.000 một cuộn cho em này. Đấy, đây là cái màu keo dạng hai mặt cho em này. Còn keo dạng đa năng thì đây nhá. Keo dạng đa năng thì một típ 6g. Một típ 6g cho em nhá. Hàng keo dạng đa năng hàng Nhật cho em này. 25.000 một típ cho em. Mình muốn dạng gì cũng dạng, dạng sắt, dạng gỗ, dạng dạng nói chung là tùy. Đấy, cực kỳ là đạo luôn. À, mua về dạng cực kỳ là VIP luôn nhá. Rồi, kế tiếp là đây là cái bầu đây là cái màu cao dạng nhé, cao dạng đau vai gãy cho em này. Đây là trong này gồm có 12 miếng như này, cao dạng đau vai gãy ngại cứu nhá. Rồi, với giá chỉ có là 20.000 một hộp cho em, gồm có 12 miếng nhá, 20.000 một cho em này. Rồi, kế tiếp đây là cái đầu bằng tôn, đấy, một cái đầu bằng tôn cho quý vị, cho anh em thờ này. Và hôm nay sale trên cái giá trên cái kênh của em ấy thì nó giá cực kỳ là ngạc nhiên luôn cho tất cả các anh em thờ hay thường xuyên mua nhá. Một cái vị như này gồm có 10 cái nhé, gồm có 10 cái đầu bằng tôn. Hàng này là dành cho những anh thờ chuyên đi làm trên cao á. 500 này là 500 cực kỳ là hút, cực kỳ là cứng luôn nhá, cực kỳ là xịn luôn. Đấy, một vị em thanh lý với giá chỉ có 25.000 nhá. Một vị 25.000 10 cái cho em này. Đấy, 10 đầu bằng tôn nhá. Đầu bằng tôn 8 ly đấy. Tiếp đến là búa này, búa đóng đinh nhá. Búa đóng đinh thì cái màu búa đóng đinh này thì càng dài này, có thể nhổ đinh đóng đinh này. 55.000 nhá, 55.000 một cái cho em này. Còn anh nào chơi màu led xịn, đây là cái màu led xịn nhá. Đấy, có tay cầm này, chống trơn trượt này, 12 in nhá. Màu led 12 in, 95.000 một cái cho em này. Đấy, 95.000 một cái nhá. Rồi, kế tiếp là cái chai xịt RB7 nhá, xịt RB7 có tặng kèm thêm có bao nhiêu đây anh biết. Một lò như vậy là 30.000 nhá, một lò 30.000 cho em này. Một lò 30.000 cho em nhá. Rồi, tiếp đến là đầu khẩu. Đấy, em lên cái màu đầu khẩu cho quý vị bà con của bác mình này. Đấy, đây là cái màu khẩu, đầy đủ các loại khẩu nhá. Đầu tiên em lên cái bộ khẩu đấy, đây khẩu này là 40 chi tiết kèm này. Đấy, gồm có khẩu 1/2. Khẩu này là một khẩu 1/4 nhá. Khẩu 1/4 thôi chỉ có 80.000 thôi. Hay sang thì 80.000 một bộ cho em nhá. Còn anh nào ấy muốn xài mà khẩu 1/4 có kèm theo vít, có kèm theo cần như này thì cái bộ này là nó là 100.000 nhá. Bộ này 100.000 cho em. Có cả vít lục giác này, vít sao này, vít bẹp, vít ke đầy đủ luôn nhá. Rồi, 100.000 cho em này. Còn anh nào muốn có cần tự động rồi hoặc có cần rồi mà mua cái đầu khẩu mà hàng cao cấp thì đây, một cái đầu khẩu hàng cao cấp nhá, hàng đầu khẩu và dài cho em này, nó từ 8 đến 24 này, 2 4 6 8 10. 10 cái đầu khẩu như này nhá. Với giá chỉ có 140.000 thôi, 140.000 cho em. Còn anh đây, anh nào muốn mua một nguyên một cái bộ khẩu này, nó còn từ 8 đến 24, có cần nối này, có cần tự động này thì 150.000 nhá, 150.000 cho em. 150.000 này. Đấy, và đây lên một cái đồ chơi cho toàn thể quý vị mình này. Đi thường xuyên mà đi
đi picnic đấy, hay đi dã ngoại thì mua cái kìm này cực kỳ hay nhá, có cực kỳ là đa năng luôn, có thể đóng này, có thể gọ này, có thể nhổ đinh này, có thể có dao này, có cưa này, có đầy đủ như này. Đấy, 110.000 một cái nhá, 110.000 một cái cho em đấy, có vừa có đầy đủ như này, 110.000 một cái kìm đa năng này cho em nhá. Rồi lên tiếp là cái bộ cờ lê, một cái bộ cờ lê, đấy, bộ cờ lê này là bộ cờ lê cao cấp cho em nhé, hàng Yeti USA cho em này. Cái bộ cờ lê này gồm có từ 8 này, hàng từ 8 nhá, từ 8 này, 10, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22 và 24 nhá. Đấy, gồm như này, 230.000, gồm có hai, chỉ có 230.000 thôi, một cái bộ cờ lê Yeti hàng cao cấp như này. Rồi đến là đá mài, đấy, màu đá mài cho em này, màu đá mài này này, mài hai mặt nhá, hàng của Nhật cho em này, 55.000 một đá viên này, 55.000 nhá, hàng cực kỳ là đạt luôn. Đấy, về mài dao, mài kéo, mài các kiểu con là điều luôn, cực kỳ là đạt nhá, đá hai mặt chỉ có 55.000 một viên. Còn anh nào mua mài dao ba khe thì nó chỉ 25.000 thôi nhá, mài dao ba khứa còn gọi là ba khe, đấy, chỉ có là 25.000 thôi một cái cho em. Đây, kế tiếp là cái màu bồ mũi khoang tháp này. Hãy lên cái bồ mũi khoang tháp này, mình thấy đã chưa? Cái bồ mũi khoang tháp là nó từ 6 này cho tới 24 nhá, à, tới 32, em lớn nhất là 32 cho em. Gồm có 3 cây như này. Mình cái lỗ chừng nào thì mình khoét chừng đó cho em này. Và đặc biệt nó kèm theo 3 cái mũi toro gai. Để mình nhờ mà chạy ren ấy thì mình có thể tạo lại ren này. 3 mũi như này. 100.000 cho em nhé, 100.000 một bộ cho em này. Rồi, thế là cái bộ thước kẹp cơ. Cái bộ thước kẹp cơ này ấy là 120.000. Mua một cây xài cả đời quý vị nhá. Đấy, mua một cây, thậm chí nó xài, nếu như mà xài mà kỹ tính thì 2-3 đời cũng thoải mái, truyền từ đời này sang đời kia. Vì cái số này ấy là nó không phải là số nổi, mà số nó đã cất bằng máy, sẽ cất chìm vào trong ấy, là mình luôn luôn nó không bao giờ bị phai mờ đúng quý vị nhá. Đấy, hàng cực kỳ là xịn sò, bao cao cấp luôn. Còn cái mẫu đèn tự thì nói thật quý vị thì rơi một cái nhiều lúc nó chập mạch, đo nó không chính xác. Còn cơ thì mình xài cả đời luôn. 120.000 một cái nhé, 120.000 một cái cho em. Rồi em chuyển qua cái mẫu bơm. Đấy, mẫu bơm cho em này. Bơm thì em có hai mẫu này, hai mẫu hai ống nhá. Mẫu này là 130 này, bơm 2 ti nhá. Bơm 2 ti màu đỏ này là 130. Còn anh nào muốn bơm mà bơm Nhật này, đấy, bơm 2 ti mà bơm Nhật này thì quý vị nên xài cho em một cái này nhá. Thì đây là cái màu bơm 2 ti hàng Nhật cho em này, cực kỳ là đà luôn, cao cấp nhá, 250.000. Đấy, 250.000 cho em nhá. Rồi, tiếp đấy là một cái bơm lùn, bơm một ống cho em. Bơm một ống có đồng hồ nhá, bơm một ống có đồng hồ này. Bơm lùn, cái này thì đi picnic này, gói gọn vào trong cái giỏ, cái sách này là cực kỳ là hay luôn nhá. Có thể bơm xe máy, xe đạp bơm cho em này. Chỉ có 80.000 một cái nhá, 80.000 một cái cho em đấy, hàng cực kỳ là đà luôn. Rồi, quý vị mình vào xem mà cứ có cái gì, cần cái nhu cầu cái gì cái alo cho em nhá. Em lên cái mẫu đèn pin mini cho quý bà con của bác mình nhá. Rồi, đây là một cái mẫu đèn pin mini hàng Nhật xịn sò cho em nhá. Rồi, nó là dòng mini nhưng mà nó đầy đủ chức năng luôn. Đấy, một cái tính năng cực kỳ là xịn sò nhá. Rồi, có móc gài áo này, có khuy gài áo cái quần nhá. Rồi, cực kỳ là đẹp rồi. Nó là có thể tăng giảm xa gần luôn nhá. Rồi, siêu sáng này, với một cái chất lượng mini đèn siêu sáng, nó có nhiều, có thể rọi xa này nhá. Phóng to thu nhỏ cho tùy thủy cho mình nhá. Gần thì mình phóng to ra, mà xa thì mình có thể nhom nhỏ lại để phóng xa nhá. Đấy là tính năng đầu tiên. Tính năng thứ hai là mình có thể là đấy, đèn bên đông khi cấp điện này, cần cái độ sáng rộng này, mình có thể nhá, với một cái bóng đèn LED siêu sáng như này, nó siêu sáng như quý vị nhá, nó đấy, siêu tiết kiệm điện luôn. Rồi có thêm một cái tính năng nữa đấy là nhấp nháy để báo hiệu sự cố cho em nhé. Rồi, nay xin lý cho toàn thể quý anh chị em bà con của bác mình ấy, với được cái giá cực kỳ đẹp luôn nhá, 40.000 một cái cho em, với giá chỉ có 40.000 thôi, có kèm theo dây sạc cho nó này, nó nằm trong một cái hộp nhựa nhá, siêu chất lượng như này. Rồi, quý anh chị em bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên một cái màu máy mài cho toàn thể quý vị bà con của bác mình nhá. Đây là cái màu máy mài xài đá này, lưỡi một tấc một cho em. Với một cái thương hiệu này thì hàng này là hàng nội địa Malaysia. Em bao cho tất cả các anh em mình đi công trình nhỏ lẻ này, với là gia đình thì xài cực kỳ là ngon, cực kỳ là xịn luôn nhá. Rồi, với một cái màu này thì nó là công suất là 700W cho em này. Nha, xài
điện 220V, sẽ đá một tấc một cho em nhé. Rồi ngày hôm nay trên kênh này em sẽ sell một cái giá phải nói cực kỳ sốc trong toàn thể quý vị bà con của bạc mình, với một cái con máy này, hàng phải nói là bao chất lượng, bao chỉnh tờ như này nhá. Công tắc này là công tắc cược cho em này, thanh lý với giá chỉ có 240.000 nhá, 240.000 một sản phẩm như này, cực kỳ là ngon quý vị nhá, cực kỳ là đã luôn. Em có về một cái lô sản phẩm khoang 13 ly, em mang thương hiệu Riva nhá. Đấy, cái hàng này thì cực kỳ là ngon luôn quý vị ơi. Đây là hàng nội địa Malaysia, hàng bao chất bao xịn sò luôn. Em bao cho tất cả các anh em mình đi công trình luôn, gia đình nhá, cực kỳ là xịn sò luôn. Có điều chỉnh tốc này, có đảo chiều này, và đặc biệt nó là hai chức năng nhá, nó là hai chức năng cho em, khoang được tường, băng tôn băng vít thoải mái cho em, và công suất của nó là 710W nhá, công suất của nó là cực kỳ là ok luôn. Đấy, bao khỏe, bao bao xịn sò cho toàn thể quý vị bà con bạc mình này. Đấy, nhìn cực kỳ là ngon nhá. Bao khỏe, bao ngon. Máy chạy cực kỳ êm quý vị nhá, máy chạy cực kỳ êm luôn. Có đảo chiều đầy đủ nhá. Và phụ kiện theo kèm là khóa mở và tay cầm đầy đủ cho quý vị mình. Này sale với một cái giá siêu rẻ, siêu hot cho quý vị mình về xài nhá. Với giá chỉ có là 260.000 thôi, 260.000 quý vị nhá. Quý vị bà con của bác mình có nhu cầu thì alo cho em này. Em lên cái mẫu cưa cho quý bà con của bác mình nhé. Đây là cái mẫu cưa hàng Nhật Kaboshi, hàng cực kỳ là VIP luôn, xịn sò luôn quý vị nhé. Cực kỳ là đã luôn. Cái chất thép của loại này cực kỳ là tốt nhé, chất thép cực kỳ là tốt luôn. Cưa gồm có hai mặt này, cưa này là cưa mỡ này, còn cưa những cái cày cần nào mà trên cao ấy, là như nào mà cưa cần có cái đồ mịn á thì cưa bên lưng này nhá. Còn cưa đồ mỡ rồng thì cưa bên này, nó cực kỳ là lạ luôn. Đấy, thanh lý nhá, với giá chỉ có 100.000 một cái thôi. Đấy, có hộp này nhá, có hộp đựng theo kèm như này, cực kỳ là đẹp luôn nhá, như một cái thanh kiếm luôn. Hàng Kaboshi cực kỳ là cao cấp. Rồi, quý anh chị em bà con bạc mình quan tâm thì alo nhá, với giá chỉ có 100.000 thôi. Em lên một cái tuyệt phẩm cho toàn thể quý anh chị em bà con của bác, cô chú anh gì thường xuyên hay uống nước chè này, nước sôi ấm này, và nước chè xanh nhá. Rồi một cái bình dung tích 2 lít này, cực kỳ là đẹp luôn nhá. Đây là hai lớp luôn, hai giữ nhiệt cực kỳ là ok luôn nhá. Hai giữ nhiệt, bao cho giữ nhiệt cả ngày thoải mái cho em nhé. Hai lớp inox cực kỳ là dài dạng luôn, hàng cực kỳ là chắc chắn và xịn sò nhá. Rồi đấy, có nắp đầy như này, và lúc nào mình sử dụng thì mình nhấn cái nút này lên nhá, là mình nó sẽ tải nước ok. Còn bình thường mình mở ra thì này sẽ đóng lại nhá, cực kỳ là đẹp luôn. Với dung tích 2 lít ngày hôm nay em sẽ sell với giá chỉ có 150.000 thôi nhá. 150.000 một cái bình như này, quá tuyệt vời, quá đẹp và quá chất lượng luôn. Quý anh chị em bà con bạc mình ấy, ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên một cái màu bao tay nhá, bao tay siêu mềm dẻo luôn. Cái màu này là màu bao tay để mình làm lúc mình làm thực phẩm ấy quý vị. Đấy, nó cực kỳ là tiện cho những người làm chuyên làm đồ bếp nhá. Đấy, mình bọc vào đấy là rất là hợp vệ sinh luôn. Đấy, siêu dẻo luôn, nó không bị giòn cứng nhá, cái tay mình cử động rất là thoải mái luôn, êm ái nhá. Rồi ngày hôm nay em sẽ theo sale cho mình này là một hộp như vậy là 50 cặp nhá. Đấy, một hộp về là 50 cặp, là có nghĩa là 100 cái em sẽ bán cho quý vị mình với giá chỉ có 25.000. còn quý vị nào ấy mà mua 3 hộp là 50.000 nhá, 3 hộp em sẽ khuyến mại một hộp. Đấy, là 50.000. anh nào có nhu cầu, bà con có nhu cầu thì alo nhá. Em lên một cái màu kéo Nhật cho toàn thể quý vị bà con của bạn mình nhá. Đây là cái màu kéo Nhật SK5 này. Đấy, hàng cực kỳ là xịn sò và cao cấp luôn. Đấy nhá, một cái thương hiệu Japan này, hàng cực kỳ VIP luôn. Kéo thì chống rỉ rét nhá, không bị xét đâu, cực kỳ là ngon. Đấy, khuy vít cực kỳ chắc chắn này, cán này là cán bằng nhôm đúc nhá, nhôm đúc cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, có sơn này, sơn nhũ nhá. Đấy, đẹp ngon, để mình cắt đầu tôm làm cá, nó cái giống là cái màu này thì nó cực kỳ là hữu dụng nhá, nó tiền dùng, nó gòn nhẹ cho mình. Thì ngày hôm nay em sẽ sell với giá chỉ có 30.000 một cái nhá, 30.000 một cái cho em này. Và quý vị nào mua combo 4 cái thì 100.000 nhá, 4 cái 100.000, còn một cái là 30.000 quý vị nhá. Đây, quý vị nào lên đơn thì alo cho em nhá. Em lên cái màu bình dự nhiệt, dung tích 1 lít quý vị nhá. Đây là cái màu bình để mình pha cà phê này,
pha nước chè, nước trà nhé. Rồi cái này thì nó cực kỳ là hay này, với là cái này mình có thể là pha trà dự nhiệt được nhé. Đây cái này nhé, mình cho vào đây này, mình cho vào cái này xong mình lắp vào nhé, mình vặn vào đây. Đấy là nó có thể là như này. Đấy là nó có thể không bị cặn bã nhé. Pha cà phê, pha nước chè cực kỳ, pha nước trà cực kỳ là đẹp nhé, cực kỳ là hay luôn. Với dung tích nó là 1 lít này, khi mình sử dụng thì mình nhấn cái nút này xuống nhá. Rồi mình nhấn cái nút này xuống thì nó sẽ nước sẽ chảy ra này. Đấy, với ngày hôm nay em sẽ thanh lý với giá chỉ có là 140.000 nhá. 130.000 quý vị nhá. 130.000 cho quý bà con bạc mình về dùng này. Đấy, hàng rất kia là xịn sò và sướng nhá. Tiếp theo em lên cái màu bếp từ Tanawa cho quý vị này. Đây là màu bếp từ Tanawa, công nghệ Nhật Bản cho toàn thể quý vị bà con bạc mình nhá. Với một cái mặt kính cường lực này nhé, mặt kính cường lực chiều nhiệt cao cho em này. Đấy, cực kỳ là ngon luôn. Và đặc biệt cái bếp từ này, bếp từ cảm biến nhé, nên mình xài bằng son inox quý vị nhé, son nồi inox là mình xài nhé. Rồi thì một cái màu này thì nó trông vô cùng tiện lợi luôn, mình có thể ăn lẩu này, ăn lẩu này rồi chiên xào nấu nướng này. Và đặc biệt những lúc mà khi hết ga ấy, tức thời ấy, thì mình có cái bếp này mình nấu, mình phục vụ kịp thời cho quý vị bà con quạt mình này. Đấy, trông là siêu gọn nhẹ này, hay gọn nhẹ và tiện lợi cho toàn thể quý vị bà con của bạn mình nhá. Rồi chỉ có bấm vào nút nguồn này, rồi xong bấm vào nút bàn tay, mình chọn chế độ, xong mình cầm trừ nhiệt độ lên, mình nấu chiên xào nấu nướng như tùy theo mình nhá. Rồi ngày hôm nay ôm lô, em được ôm lô này nên xăm xe với giá siêu rẻ, siêu tuyệt vời cho toàn thể quý vị bà con của bạn mình về xe sử dụng nhá. Với giá chỉ có 260.000 thôi, 260.000 đấy là quý vị đã có sở hữu một cái bếp từ Tanawa này về để dùng nhá. Rồi quý anh chị em bà con của bạc mình đấy, ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên một cái mẫu nồi lẩu mini cho toàn thể quý bà con của bạc mình nhá. Đây là cái mẫu nồi lẩu mini này, nó có 2 chế độ cho em này, một chế độ nóng vừa này và một chế độ nóng mạnh nhá. Nó mình qua bật qua chế độ nào thì mình bật qua chế độ đấy nhá. Đó, nó cực kỳ hay nhá. Và cái nồi lẩu này ấy, thì trong có tráng men chống dính này, cực kỳ là đã rồi này. Và cái dung tích của nó thì mình tầm 1 đến 2 người ăn là ăn thoải mái nhá. Đấy, 1-2 người ăn thoải mái này, có nắp vuông đầy bằng kính này. Và đặc biệt nó được tặng kèm theo một cái vị nhá. Đấy, được tặng kèm theo một cái vị vị hấp này. Đấy, một cái vị hấp inox nhá. Đây, một vị hấp inox như này. Đấy, rất là ngon. Xài điện 220 quý vị nhá. Đấy. Rồi, đầy vào khi mình hung này, mình cần hung bánh bao hay là hấp xôi, hấp đồ gì đấy. Đấy, mình cần hấp xôi. Đấy, cực kỳ là đã luôn nhá. Rồi, ngày hôm nay bên kênh của em ấy sẽ thanh lý cái mẫu sản phẩm này với một cái giá gọi là siêu hot luôn nhá. Chỉ có 95.000 một cái thôi, 95.000 một cái nhá. Một cái nồi lẩu như này 95.000. Đấy, quá rẻ, quá yêu thương. Rồi quý bà con của bạc mình có nhu cầu thì cứ alo cho em nhá. Rồi tiếp theo là em lên cái màu lam xích cho quý vị nhé. Đây cái màu, một cái màu lam xích mà nói chung là quý bà con của bạc mình ấy ai cũng có nhu cầu về sử dụng này, cực kỳ là hay nhá. Rồi một cái bộ lam xích như này là nói là dài 12 inch nhá. Và 12 inch đây là tiêu chuẩn quốc tế, còn đổi ra Việt Nam mình là 30 cm nhá. Rồi 30 cm cho em này. Đấy, để lắp vào một con máy mài. Thì máy mài mình ấy là máy mài xài lưỡi 1 tấc nhá. Máy mài xài lưỡi 1 tấc là mình lắp vào ok này. Và đây, đây là những cái phụ kiện chi tiết theo kèm này. Em đang đầy đủ tay cầm nhá, lá trắng, lam xích. Nó trong nguyên một set phụ kiện như này, đầy đủ cho quý vị bà con của bạc mình nhá. Về chỉ có việc lắp vào máy mài. Đây về lắp vào như này thôi là xài sử dụng. Ngay mình bóp cò máy mài là cắt cực kỳ ok nhá. Rồi thanh lý với giá chỉ có 120.000 thôi, 120.000 một bộ cho em nhé. Anh nào bà con của bác mình là ai có nhu cầu thì alo cho em nhá. Em lấy cái màu tỉa lông mũi cho bà con của bác mình nhá. Đó, nhiều bà con hay hỏi đấy, về cái màu tỉa lông mũi nhá. Đây là cái màu tỉa lông mũi bằng tay, nó cực kỳ là gọn nhẹ và tiện lợi sử dụng nhá. Đấy, mình chỉ cái đúc này vào trong lông mũi là nó mình nhấp như này, nó tự ngắt tự cắt cho mình thôi. Đấy, rất là dễ sử dụng nhé. Nó nằm trong một hộp cực kỳ đẹp. Đấy, về phục vụ quý vị bà con của bác mình nhé. Với giá 40.000 một cái này, 40.000 một cái quý vị nhé. Đấy, bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo này. Rồi và đây là cái mẫu sản phẩm dây áp lực, chiều áp lực cao nhé, dây dành cho máy rửa xe điện quý vị. Đấy, do nhu cầu sử dụng của quý bà con của bác cuối năm làm tổng làm vệ sinh nhà cửa vườn tược nhé, thì cần có nhu cầu kéo xa nhá. Đấy, nhà mình mà có máy rửa xe bằng điện rồi ấy, thì đây bình thường thì theo máy, dây theo máy là nó tối đa là 15 mét, thì đấy là nhu cầu cuộc sống
của quý khách hàng có nhu cầu, cho nên em nhập về một cái mẫu đấy là dây dài 30 mét nhá. Đây là cái một cái mẫu dây dài áp lực dài 30 mét này, cực kỳ là đã luôn quý vị ơi. À, kéo từ trong nhà ra tới sân vườn thoải mái nhá, tưới cây làm về sân nhà cửa cực kỳ là đã luôn. Rồi nay em thanh lý về cái lô này trả rẻ cho toàn thể quý vị bà con và mình nhá, với giá là 250.000, 250.000 một sợi nhá. Dây dài 30 mét quý vị nhá, dây dài 30 mét một cuộn dây đã đây. Đấy, dài 30 mét cơ mà. Đấy, kéo từ trong nhà ra tới ngoài vườn luôn, thoải mái làm vệ sinh nhá. 30 mét chỉ có 250.000 thôi nhá. Và kèm theo súng thì đây cũng có súng nhá. Súng thì 100.000 một cây nhá. Trống thì súng xịt rửa xe 100.000 một xe một cây như này. Đấy, anh chị em bà con bạc mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Rất là nhiều luôn để về phục vụ cho quý vị bà con bạc mình bao la nhá. Chào toàn thể quý vị bà con bạc trên mọi miền Tổ quốc nhá. Đấy, tiếp theo em lên một cái mẫu sản phẩm, đây là cái máy đánh trứng này, đánh cà phê này, đây là cái đánh lên bọt cà phê ấy, cực kỳ là đã luôn nhá. Đây cái mẫu này nó xài bạc pin siêu gọn nhẹ luôn quý vị ơi, và nó có 3 cấp độ nhá, 3 cấp độ mạnh nhẹ cho em này nhá. Mình nhìn cái bấm như này là nó xoay thôi. Đấy, đó đánh cà phê đấy, cực kỳ là đánh như này là đánh nhá, và tăng lên này nhá. Đó, 3 mức cho mình này, tùy theo mình mức nào thì mình chọn tùy theo mình nhá. Rồi ngày hôm nay ấy là em sẽ thanh lý với cái mẫu sản phẩm này ấy, với một cái giá siêu rẻ luôn nhá, chỉ có 75.000 một cái thôi. Đấy, 75.000 một cái máy đánh trứng bằng pin cực kỳ là đã luôn, và tặng kèm theo hai cái nhá, hai một cái đánh trứng này, một cái đánh cà phê sủi bọt này, và một cái dây sạc theo kèm nhá. Rồi hàng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, quý anh chị em bà con của bạc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên tiếp cái mẫu sản phẩm nồi chiên không dầu cho toàn thể quý bà con của bạc mình nhá. Đây là cái mẫu nồi chiên không dầu lồng ngang, và dung tích của nó là 12 lít nhá. Đây là nồi sức của nó đây, cực kỳ là xịn sò luôn. Đây là hàng nồi đĩa Đài Loan quý vị nhé, phải nói chính xác là như vậy. Đây là cái hàng mẫu Kamen này, 12 lít nhá. Đấy, cực kỳ là xịn sò luôn, có kính này. Kính này là mình có thể nhìn thấy bên trong, đây quý vị nhìn thấy chưa? Đây là mình có thể chiên, mình nhìn thấy bên trong luôn, cực kỳ đã nhá. Rồi, gồm có sợi đốt này, đây sợi đốt thì đó, lá quạt ở đây luôn. Nó tản nhiệt cực kỳ là xịn sò luôn, mình có thể nhìn thấy không nhá. Đấy, mình chiên nướng con gà như nào thì tùy theo mình nhá. Và nó là có hướng dẫn đây này, hướng dẫn này bên trên nhá. Hướng dẫn bên trên, hướng dẫn là mình nướng cái gì, chiên cái gì thì nó theo cái nhiệt độ, hai nút chỉnh ở bên này nhá. Đây là chỉnh nhiệt độ và chỉnh thời gian cho mình này. Nó hàng cực kỳ là xịn sò rồi. Em nay em thanh lý với giá chỉ có là 730.000, nhưng có quà tặng là quý vị nhá. Đấy, sale giá rồi, 730.000 có quà tặng theo kèm này nhá. Một cái thìa vàng cho mình này, hay một bộ thìa vàng cho mình nhá. Đây hàng cực kỳ là xịn sò. Quý anh chị em bà con quạt mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Anh em có về thêm một cái mẫu sản phẩm đấy là đèn năng lượng mặt trời nhá. Cái mẫu đèn này thì mình có thể lắp ở ngoài cổng này, ngoài làm tường rào này, ngoài cổng này, hoặc là hai bên hông nhà nhá. Những khu vực nào mà ánh sáng nó vào nhiều, ánh nắng nó vào ấy, để nó hấp thu năng lượng mặt trời này, nó từ sạc đấy, từ sạc nó từ công từ cấp luôn. Mình không phải sạc hết, mình chỉ gắn vào thôi. Có ốc vít gắn theo kèm nhá. Rồi có lỗ gắn theo kèm ốc vít này. Như vậy là mình có thể gắn lên trên tường là nó sử dụng thôi. Khi trời tối là nó sẽ tự động sáng lên như này. Em đang quay trong chế độ tối nhá. Và lúc nào nó sáng này là chế độ ban ngày, là nó sẽ từ sáng, từ tối cho em, từ tắt cho em này. Thấy chưa? Từ tối này nó trời sáng là nó từ tắt này. Và khi mình đấy không cái trời tối cho nó sẽ từ sáng nhé. Đây là chế độ tự động đèn năng lượng mặt trời, cực kỳ là đẹp luôn nhá. Rồi, nay thanh lý với giá chỉ có 85.000 một cái cho em này. 85.000 quý vị nhá, hai mẫu, hai đèn hai bên này, hai xịn sò chưa, đẹp chưa? Đấy. Quý vị bà con của bác mình muốn trang trí cho ngôi nhà mình đẹp thì mua mốc ngay cái này liền cho em nhá. Rồi tiếp theo em lên cái mẫu sản phẩm này nhá. Đây, đây là một cái mẫu mình nói là nhà nào cũng cần dùng này, mà siêu rẻ luôn, mà giá cực kỳ ngon luôn. Chất lượng thì ngon nhá. Rồi, đầu tiên lên cho toàn thể quý vị mình một cái đuôi đèn nhá. Đuôi đèn này, có đuôi này, cực kỳ là ngon nhé, 5.000 đồng một cái này. Đuôi này gói 5.000 đồng thôi, một cái cho em này. Anh nào mốc được thì mốc này. Đấy, ổ cắm này, ổ cắm nhá. Ổ cắm 3 ổ cắm luôn, có đèn báo nhá. Ổ cắm 3 ổ cho em này, 15.000 một cái này. Ổ cắm này 15.000 một cái nhá, 15.000 một cái thôi. Còn đây, đây là một cái mẫu CB. Đấy, mẫu CB với là nó là 30A nhá. CB mới 100% quý vị nhá. 100% luôn, mới, cực kỳ là mới luôn, ngon. Đấy, chất lượng ngon, vừa về xài cực kỳ là sướng này.
Đấy, có một phòng lắp một cái này, cực kỳ là ngon nhá. 30A thanh lý với giá chỉ có 30.000, 25.000 thôi. 25.000 một cái nhá. Đấy, CB 30A 25.000 một cái. Hàng cực kỳ là ngon. Đấy. Đấy, anh chị em bà con của bạc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Tiếp tục em lên cái mã sản phẩm bình xịt nhá, bình xịt cho toàn thể quý vị mình này. À, đây là cái mẫu bình xịt phun thuốc trừ sâu này. Đấy, là bơm nước cho hoa, cho lan này, cực kỳ là xịn sò luôn nhá. Đây là mẫu này mà hàng cao cấp, cực kỳ là xịn sò cho em. Bình cực kỳ dài dằng, bà nén hơi cực kỳ là khỏe luôn. Với cái mẫu này là dung tích 2 lít nhá. Này, hôm nay thanh lý với giá chỉ có là 60.000 một bình cho em này. Hàng cực kỳ là xịn sò luôn. Đấy, bình cực kỳ dài dằng nhá. 60.000 một bình cho em. Đấy, quý vị bà con và mình quan tâm thì alo nhá. Ờ, nay em về lại cái mẫu sản phẩm mà đèn đổi đầu một bóng cho quý vị nhá. Đấy, với nhu cầu sử dụng mà cho quý vị về cái mẫu sản phẩm này, hàng cực kỳ là xịn sò cho nên khách đặt quá trời luôn. Đấy, về lại tiếp tục để phục vụ cho quý vị bà con của bạc mình nhá. Rồi, cái mẫu này thì đèn đổi đầu một bóng này, nó gọi là siêu xa luôn nhá. Đấy, đèn đổi đầu ánh sáng trắng này, cực kỳ là đã luôn. Đấy, bóng led siêu sáng này. Và đặc biệt cái mẫu này ấy, nó là xài pin 18650. Pin gồm những cái quả máy khoang pin ấy. Đấy, là về xài, lắp vào xài, pin tái sử dụng nhá, pin sạc cực kỳ là ngon luôn. Pin này dung lượng của nó là mình xài 6-7 tiếng thoải mái cho em nhé. 6-7 tiếng thoải mái cho một cái đèn như này. Rồi, có dây sạc theo kèm này. Đấy, có dây sạc theo kèm, có hộp này và dây đổi đầu nhá. Đấy, hàng bao chất lượng cho quý vị mình xài. Rồi, thì hôm nay em về em thanh lý cho toàn thể quý vị bà con của bác mình ấy. Với một cái giá chỉ có là 45.000 một cái nhá. 45.000 một cái đầy đủ phụ kiện như này. Đây, về chỉ có việc xài thôi. Đấy, hàng bao chất lượng nhá. Này, quý anh chị em bà con của bác mình, ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Tiếp theo về cái mẫu sản phẩm Zippo quý vị nhé. Hay một cái mẫu Zippo. Hay hàng bao đẹp luôn. Hay bao nó trong bao xanh điều nhá. Dành cho những anh hay hút thuốc này. Hay, hoặc là chơi hộp quẹt này nhá. Hàng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, mua về mình chỉ có đổ xăng vào, mua xăng đổ vào là xài thôi nhá. Có đầy đủ như này. Đó, mua về chỉ có việc xài thôi. Và thanh lý này, về một cái lô này nói chung là cũng khá cực kỳ là nhiều luôn. Đấy, về nhiều quý vị ơi. Đấy, thanh lý với giá chỉ có 30.000 một cái nhá, 30.000 một cái thôi. Anh nào có nhu cầu quan tâm thì alo cho em này. Em mua để ở nhà một cái này, đấy, cực kỳ hay nhá. Hàng này là hàng nói chung là chỉ có xịn sò và chất lượng, bao đẹp, bao bền và bao rẻ nhá. 30.000 một cái cho em. Nên em có về thêm một cái lô sản phẩm máy xay khô quý vị nhé. Đây, một cái máy xay khô này, xay tiêu này, xay gạo này, xay làm ngũ cốc này, xay ớt, xay nói chung là xay khô nhá, xay những thiết bị khô. Đây, gồm có bốn lưỡi con như này, có máy lưỡi con này nhá. Đấy, cối bằng cối inox, hàng cực kỳ xịn sò luôn quý vị ơi. Đấy, inox liền, đúc liền nhá. Đấy, cái cầm ngon. Đây, mình chỉ cần cho vào và đậy nắp vào nhá. Đậy nắp vào là nhấn ở đây này. Những đây là công tắc nhá, là nó sẽ hoạt động cho mình, nó xay. Đấy, cực kỳ là xịn sò như này. Thì hôm nay em sẽ thanh lý cái mẫu này cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình về dùng nhá. Rồi, một cái cối inox liền như này với giá chỉ có là 130.000 thôi. Đấy, 130.000 một cái thôi. Đấy, quá rẻ, quá chất lượng như này. Đấy, bà con của bạc mình mua về xài cho nó sướng nhá. Rồi, anh chị em bà con của bạc mình có nhu cầu thì alo cho em này. Rồi, nay có về một cái lô sản phẩm bình inox quý nhá, bình inox đựng nước này, với cái dung tích của nó là 2 lít quý vị nhá. Hàng inox đầu màu vịt cực kỳ là đẹp luôn nhá. Đây, bình dung tích là 2 lít của em này, inox quý vị nhá. Đây, hàng mình về mình đựng nước sôi ấy hay là cực kỳ là đẹp luôn, hay để bàn ăn cực kỳ là lịch sự nhá. Rồi, với là inox dày 304 nhá, tay cầm màu vịt đầy đủ như này, quá đẹp mà ok nhá. Đấy, lúc nào mở thì bật nó lên nhá, không thì đầy lại nó kín này. Rồi, hôm nay thanh lý với giá chỉ có là 85.000 nhá. Giá 85.000 thôi. Hai quý vị bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em này nhá. Nên em có một cái lô khóa quý vị nhá. Đây, khóa này là khóa chống cắt. Khóa chống cắt cho quý vị này. Đấy, với là một cái đường kính của nó bề ngang là 5cm nhá. Đấy, đường kính 50mm này. Nó có 3 chìa khóa theo kèm. Khóa chống cắt, cái chống rỉ cực kỳ là ngon nha. Rồi, thanh lý cho toàn thể quý bà con của bác mình với giá chỉ có là 35.000 thôi. Giá 35.000 một cái nhá. Đấy, quý vị bà con của bác mình, anh chị em mình ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nha.
Rồi, nay em giới thiệu cho toàn thể quý bà con, của bác, anh chị em trên mọi miền Tổ quốc là một cái mẫu dao chặt nha. Đây là một cái mẫu dao chặt hàng Nhật cho em này. Đấy, được in luôn nhá. Đấy, được đánh chữ sâu luôn này. Đấy, không cực kỳ là xịn sò hàng Nhật cao cấp nhá. Một con dao chặt với là nặng 8 lạng nhá. Con này thì nặng 8 lạng cho em. Hàng này thì em nói về nó thật với quý vị à. Chặt xương bò, xương voi cũng được luôn á. Đấy, chặt xương voi cũng được nhá. Đừng nói chặt xương bò. Quá bình thường rồi. Đấy, một con dao nó gắn liền nhá, một cái càng nó gắn liền này. Thép này dày 3 ly nhá, thép dày 3 ly, nặng 8 lạng cho em. Đấy, có bọc gỗ như này, cực kỳ là xịn sò. Đấy, mua về chặt cho đã cuộc đời quý vị nhá. Với giá chỉ có 200 nghìn thôi. 200 nghìn một em thôi. Đấy, quý bà con, của bác, anh chị em mình có nhu cầu thì alo cho em nhá. Rồi, em nay em về có một cái mẫu sản phẩm là một cái mẫu dao quý vị nhá. Hay bảo dao này thì em nói thật với quý vị là cực kỳ là xịn sò luôn, bao chất lượng nhá. Bao mình sắc thịt này, sắc thịt luộc này, chặt những cái con gà nó vừa vừa là ok luôn, cực kỳ là ngon nhá. Hàng này thì nói thật với anh em là chất lượng thép là siêu xịn sò rồi, độ bén cực kỳ cao nhé. Hàng một cái mẫu sản phẩm nói chung là đạt chất lượng tiêu chuẩn cao. Đấy, đấy, có bọc quy rộng cực kỳ là xịn sò như này. Thì ngày hôm nay trên kênh của em ấy sẽ thanh lý cho toàn thể quý vị và mình, con của bác mình ấy, với một cái giá chỉ có là 160.000 thôi. Đấy, 160.000 một con dao này thì về xài là nhức cái nách luôn quý vị nhé. Đấy, bao chất lượng luôn, chỉ cần mà ấy thì mình liếc sơ một phát là ok rồi, vì chất lượng thép này là chất lượng thép cao cấp nhá. Đấy, siêu cứng xịn sò. Đấy, quý anh chị em bà con bác mình có nhu cầu thì alo cho em nhá. Rồi, nay em tiếp tục thanh lý một cái món hàng này cực kỳ hay cho quý vị bà con của bác mình này. Nha, đây là một cái mẫu cà lê đa năng. Đấy, nó theo kèm gồm có hai cây nhá. Cây lớn nhất là tối đa là 32, nhỏ nhất là 28 nhé. Từ 28 đến 32 thì mình có thể sử dụng thoải mái. Từ ống tiếp này, nói chung là vật liệu tròn, những con ốc trầy này mình có thể mắc vào để mở thoải mái cho em nhé. Đây, nó như hình đấy. Em mắc vào những con ốc nó bị trầy trùa như này nhá. Rồi, hàng cực kỳ là ngon rồi cho mình đó nhá. Thanh lý cho với giá chỉ có 70.000 một bộ thôi, 70.000 hai cây nhá. Vì đây là cái sản phẩm này nó nằm dưới kho, nó có những cái còn mới này, mới can sơ ben luôn, và có những cái thì mối mọt nó có vào, những con mọt mối mọt nó vào ấy, nhưng mà nó chỉ bám bên ngoài hay không bị ảnh hưởng gì hết. Đây là vật liệu bằng sắt cho nên nó cũng được đẹp, cho nên em thanh lý cho mình về xài nhá, với giá chỉ có 70.000. ai có nhu cầu thì alo cho em nhá. Tiếp theo nay về thêm cái màu hút xăng hút dầu cho toàn thể quý bà con của bác mình, anh chị em mình này, hay đặc biệt những các anh nhá, hay thường xuyên chơi rìu này hoặc đi xa hay chuyển đổi xăng dầu thì mình nên mua một cái này về này, để trong nhà cực kỳ hay luôn nha. Rồi, một cái này thì nó chỉ cần lắp hai cái dây hai đầu mình bóp là nó sẽ tự hút cho mình nha. Hút xăng, hút dầu, chuyển rìu từ bình này sang bình khác không bị đổ vỡ gì hết, cực kỳ là ngon nha. Đấy, thanh lý với giá chỉ có là 35.000 thôi. Đấy, 35.000 một cái nha. Đấy, quý anh chị em bà con bạc mình là ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nha. Rồi, nay em có về thêm một cái mẫu sản phẩm, đấy là cái mẫu máy phun sơn điện nhá, hàng đất mắc, hàng Thái Lan, cực kỳ là xịn sò và tiền lời luôn quý vị nhá. Đấy, cái vòng tua lên đến 4.000 vòng trên một cục luôn này, bao phun sơn cho mình này, sơn dầu, sơn điện, sơn PU này đều được nhá. Rồi, đặc biệt là mẫu này nó xài điện 220, mình cầm điện 220 nhá. Đấy, em cầm điện 220 này. Đấy, bóp cò là nó sẽ chạy nhá. Và cái cách lắp ráp của mình thì đây là cái bình trước của nó, là cái bồ nén của nó nhé, và đây là vòi phun này. Mình điều chỉnh tia lớn bé có nút điều chỉnh ở đây này. Bình chứa của nó là 0,8 lít nhá. Rồi, bây giờ em sẽ lắp ráp cho quý vị cùng xem luôn. Ngay mình cực kỳ là dễ nhá. Và lắp theo chiều kim đồng hồ quý vị ở đây. Như này là đó, mình xoay vào nhá, cực kỳ là ok rồi. Là như vậy là bóp cò là chạy nhá. Khi không bóp cò là nó sẽ dừng lại cho mình, cực kỳ là tiện lợi này. Và cái màu này em thanh lý với cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình ấy, về xài với giá chỉ có 460.000 nhá. 460.000 hàng cực kỳ là xịn sò luôn, bao chất lượng cho toàn thể quý vị bà con mình phun sơn các loại nhá. Rồi, ok, ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Tiếp theo nay về thêm cái màu hút xăng hút dầu cho toàn thể quý bà con của bạc mình, anh chị em mình này, hay đặc biệt những các anh nhá, hay thường xuyên chơi rìu này hoặc đi xa hay chuyển đổi xăng dầu thì mình nên mua một cái này về này, để trong nhà cực kỳ hay luôn nha. Rồi, một cái này thì nó chỉ cần lắp hai cái dây hai đầu mình bóp là nó sẽ tự hút cho mình nha. Hút
xăng hút dầu chuyển rìu từ bình này sang bình khác không bị đổ vỡ gì hết, cực kỳ là ngon nha. Đấy, thanh lý với giá chỉ có là 35.000 thôi. Đấy, 35.000 một cái nha. Đấy, quý anh chị em bà con bạc mình là ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nha. Nên em có về thêm cái mẫu sản phẩm nồi cơm quý vị nha. Em mẫu nồi cơm này là mẫu nồi cơm 1 lít 8 này. Hàng cực kỳ cao cấp và xịn sò luôn. Nó là có gồm có 3 chức năng nhá, nấu cơm này, nấu cháo và chế độ hâm này. Hay nó tùy theo mức của mình ấy, mình sử dụng cái mức nào thì mình chỉnh qua mức đó cho em này. Đấy, như đây, nấu cháo này nhá. Rồi, nấu cơm này, nấu và chế độ hâm này. Thì mình bật qua chế độ này. Thì đây là một cái sản phẩm cực kỳ cao cấp và chất lượng luôn. Đây, hàng siêu đẹp luôn quý vị nha. Đây, một cái nồi cơm, đấy, có 1 lít 8 nhá. Đấy, cực kỳ là dày luôn. Đấy. Bên trong này, đấy, siêu xịn sò luôn nha. Đấy, siêu xịn sò luôn. Và đây, chế độ đây có hướng dẫn luôn này. Đấy, bên này tiếng Anh này, bên này đấy, gợi ý cho quý vị nhá, nấu súp này. Ngoài việc nấu cơm ra còn có chức năng là nấu cháo này, nấu súp này. Đấy, cần sạc hoàn thành trình nấu này. Quý vị nhá. Rồi, hàng cực kỳ là xịn sò và cao cấp như thế này. Rồi, em đang thanh lý cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình ấy với giá chỉ có 550.000 nhá. Dung tích 1 lít 8, hàng cực kỳ cao cấp Cucu xịn sò. Đấy, quý vị bà con bạc mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay em sẽ lên cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình một cái mẫu sản phẩm. Đó là cái mẫu đèn đồi đầu hàng Japan nhé. Hàng bao chất lượng, bao xịn sò, hàng đẳng cấp quý vị ơi. Nhá. Đây, một cái mẫu đèn đồi đầu ba bóng nhé. Hàng siêu xịn luôn, siêu xịn nhé. Đấy, bóng led ba bóng này, hay cực kỳ là đẹp luôn nhé. Đấy, siêu sáng luôn. Quý vị nhìn thấy chưa? Như này thì bao sáng chất lượng cho quý vị mình nhé. Rồi, với là hai cái quả pin này, hai quả pin nhé. Đây là hai quả pin. Pin tái sử dụng quý vị nhé, pin 18650 này, có sạc theo kèm luôn. Đấy là nó là rời như này đây, mình có thể lắp nhá. Đấy, mình có thể đưa ra ngoài sạc, cực kỳ là hay nhá, rất chi là dễ thay thế luôn. Với một cái mẫu sản phẩm hàng cao cấp như này, đó, dây đeo đổi đầu hàng xịn sò như này nhá. Rồi, thanh lý cho toàn thể quý vị bà con bạc mình ấy với giá chỉ có 130.000. 130.000 ấy, hàng Nhật Japan nhá, public cực kỳ là xịn sò luôn. Đấy, quý vị bà con bạc mình ấy có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Cái màu này thì một mình đi cào mù hay đi làm gì đấy á, nói chung là 4-5 tiếng thoải mái cho em nhé. Đấy, 4-5 tiếng thoải mái cho em này. Rồi, tiếp theo quý vị nhá. Hay chiều mình là nhớ chiều này, hay cả nhà cùng nhau ăn đồ nướng này, cực kỳ một cái em về cái màu sản phẩm bếp nướng điện quý vị nhá, cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ hay nhá. Rồi, có điều chỉnh nhiệt độ nhá, điều chỉnh nhiệt độ cho mình luôn, có đèn báo này. Có đèn nhá, ghim điện 220 quý vị nhá, ghim điện 220. Đấy, và cái đây là cái vỉ nướng, còn quý vị nào mà muốn ấy hơn thì mua cái vỉ dài dằng hơn. Đấy, bằng còn đây là cái lò xo để nướng nhá, hai bên cực kỳ các chân đầy đủ như này, có khăn có cái khay đựng dầu đựng mỡ dưới này nhá, cực kỳ là ok luôn. Rồi, em thanh lý với giá chỉ có 200.000 thôi. Đấy, cái bộ này em thanh lý giá 200.000 nhá. Rồi, mình có nhu cầu thì alo cho em này. Đấy, mốc nhanh này về ăn đồ nướng quý vị nhá. Nên bên em có về thêm một cái lô sản phẩm, đấy là cái màu bếp điện quý vị nhé. Đấy, bếp điện xài điện 220, xài điện 220 nhé, với một cái vòng sợi đốt cực kỳ là xịn sò luôn. Đế này đế lồi nhé, đế lồi đấy, mình để ở đây đấy, nó không bị nóng nhá, để cho cái son này nó hở ra đấy, không cực kỳ là đẹp luôn. Và đặc biệt cái ưu điểm của cái dòng này ấy, là nó không hề kén nồi quý vị nhé. Đấy, bằng kim loại là nó sử dụng được hết, gang này, nhôm này, sắt này, inox này đều ok quý vị nhé. Rồi, một cái bếp mẫu bếp là siêu gọn và đẹp như này thì em đang thanh lý với giá chỉ có 120 này. Thì cái công suất của nó ấy, công suất của nó là 1.000W nhá, công suất của mình 1.000W cho em này. Đấy, nó sôi cực kỳ là nhanh luôn quý vị ơi. Và có đèn báo này, hay có đèn báo nhá, có đèn báo này cho mình này. Và tăng số này, tăng số nhiệt độ theo tùy theo mình nhá. Đấy, mình nước nhiều mình tăng cao này, và to thì mình tăng cao này, và vừa vừa khi sôi rồi thì mình cho cái điều chỉnh nhỏ nhá, và tắt, cực kỳ là xịn sò luôn. Đấy, thanh lý với giá chỉ có 120.000 quý vị nhá. Đấy, bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho toàn thể quý anh chị em bà con của bác mình ấy một cái mẫu sản phẩm, đấy là một cái mẫu nhá, sạc 12V, sạc bình ắc quy 12V nhá. Đây là cái mẫu này là sạc 12V. Đấy, thì nó là có cái đèn led để báo hiển thị này nhá. Đèn này là chế độ này là 25% này, rồi 30 này, 75 này và 100% nhá. Thì khi mình cắm điện vào như này, mình chưa sạc thì nó sẽ hiển thị đèn như vậy.
Còn lúc nào mình sạc thì nó sẽ hiển thị theo ngức của cho mình xài thì xem luôn nha. Đấy, xem mất luôn. Đấy, thấy chưa quý vị chưa? Trong cái bình ắc quy này nó hiện tại nó đang chế độ là 75% này, đến 100 lúc nào nó đầy là nó sẽ lên 100% nhá. Đèn báo cực kỳ là hay luôn. Siêu gọn nhẹ cái mẫu này là sạc bình ắc quy điện tử nhá, qua bo mạch điện tử. Rồi bên em thanh lý với giá chỉ có 95.000 thôi. Thanh lý với giá chỉ có 95.000 nhá. Đấy, mình mua về mình để sẵn trong nhà, nhiều lúc bình điện nó xe máy nó bị tụt thì mình có thể kích thoải mái, xài cực kỳ ok nhá. Tiếp theo ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho toàn thể quý bà con cô bác mình ấy, anh chị em bà con bác mình cái bộ cà lê nhá. Đây là quà lê hai đầu, đấy, cà lê hai đầu nhá. Đấy, nó có là thông số này 7, 6 này, 7 này, 8, 9 này, 10, 11, 12, 12 này, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 nhá, 17, 18, 19 này, 20 và 22 là nó theo số như này, mỗi đầu là một số nhá. Rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cây nhá. 8 cây ngày hôm nay em thanh lý với giá chỉ có 70.000 thôi. Đấy, thanh lý giá 70.000 quý vị nhá. Đấy, anh chị em bà con quạt mình có nhu cầu ấy, về mua bộ này trong nhà để sửa chữa cái gì cực là hay đó nhá. Có đầy đủ thông số như này. Rồi, thanh lý giá chỉ có 70.000. Anh quý em, anh chị bà con bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Xin kính chào toàn thể anh em nhá. Rồi, ngày hôm nay bên mình có về một cái lô sản phẩm cực kỳ hay luôn, cực kỳ thông minh cho toàn thể anh em nhé, mà đã có xài cái màu máy khoan pin đấy. Và đặc biệt đây là cái màu bộ chuyển nguồn nhá, bộ chuyển nguồn từ pin đấy, từ pin nhá, chân pin phổ thông từ pin 10 cell hoặc 15 cell pin của máy khoan ấy đấy, sang điện 220 nhá. Đấy, đặc biệt nó là ra điện 220 cho quý vị nhá, lưu ý nhá. Đây, mình giờ mình găm vào như này, nó rất là dễ sử dụng và nó là ra chuyển nguồn. Đây, quả pin này là pin 20V này, và bây giờ nó là còn hiển thị là nó là có xài rồi, có hiển thị còn 18V.3 nhá. Đấy, một quả pin nó là như vậy. Rồi, khi có công tắc tắc này, bật nguồn này nhá, mình sử dụng có thể có 3 cổng USB này, sạc điện thoại này và máy ổ cắm này để mình sử dụng cái cấp điện khẩn cấp nhá. Rồi, qua đây. Đây nhá, đây là một cái mẫu chi tiết. Rồi, mình đã găm vào cái quả pin rồi. Pin 15 cell hay là 10 cell gì cũng là chơi ok nhá. Và đây là mình sạc điện thoại này. Đây là cổng USB sạc điện thoại nhá. Rồi, rất chi là đơn giản. Rồi, có điện nhá, cực kỳ là ngon luôn. Đấy, và đây. Bây giờ là nó là chuyển sang chính thức của nó là chính thức 220 để cho quý vị cùng xem này. Một con máy khoan đầu kẹp 13 ly này nhá. Công suất của nó là 710W này. Nhưng mà cái bộ chuyển đổi này ấy, thì anh em muốn bền thì mình xài tầm 300W đổ lại cho em nhé, để cho nó bền. Hãy 300W đổ lại thôi. Còn bây giờ em test thử cái đồ, cái công năng, cái thử nó là như thế nào. Đấy, máy chạy ngon nhá. Bây giờ em bắn tôn luôn, bắn tôn luôn cho anh em cùng xem này nhá. Bắn tôn cho anh em cùng xem cho anh em như nào này. Rồi, em sẽ test cái mẫu bắn tôn luôn. Đấy, cho mình xem nhá. Đây, đây, găm điện luôn, đây máy đấy, bắn đi. Rồi, đấy, rất là khỏe luôn, ngon nhá, cực kỳ quốc con nữa, đấy, cực kỳ là xịn sò luôn đấy, bao luôn, đấy, ổ cắm nhá, nguồn đang này, đấy, găm điện đấy nhá. Rồi, đấy, anh em nào quan tâm thì alo cho em nhá. Với cái dòng sản phẩm này thì em sẽ thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình ấy, với giá chỉ có là 270.000. Đấy, 270.000 nhá. Anh hút nhanh hút lẻ quý vị nhá. Tiếp tục ngày hôm nay trên kênh của em sẽ review cho toàn thể quý vị bà con của bác mình một cái dòng sản phẩm nhá. Đấy, đây là một con máy thổi hút bụi mini. Đấy, thực sự luôn, cái sản phẩm này nó có chế độ hút và thổi luôn, cực kỳ là ngon nhá. Với mà một cái sản phẩm hàng Nhật xịn sò cao cấp của em này. Đấy, bên kênh của em không ngừng đi tìm kiếm những cái sản phẩm đảm bảo chất lượng, giá thành hợp lý cho toàn thể quý vị bà con của bạn mình sử dụng nhá. Đây, và một cái con siêu phẩm siêu nhỏ gọn đây, để dành cho những bà con mình làm vệ sinh những cái ghế sofa này, giường tù này thoải mái nhá. Đấy, vừa thổi vừa hút luôn, chỗ nào cần thổi thì mình thổi nhá. Đằng sau này đây là cái đuôi, mình có thể lắp ra nhá, mình có thể rời ra như này và có thể ráp vào luôn.
Đây, cái này thì cũng có thể hút này, nó đặc biệt là hút là ok luôn. Đấy, đây mình cái này nó vừa luôn nhá. Cái đuôi của nó là nó như này, cực kỳ là ok. Đây, để em rạp vì em một tay nhá. Đây, trước tiên là giới thiệu cái thùi cho toàn thể quý vị mà có mặt đây nhá. Thùi nhá, thùi ok nhá. Đấy, bay gào bay rồi thế này. Đấy, thấy chưa? Bay gào này, nó bay hết luôn. Còn muốn chế độ hút thì đây, hút thì thoải mái em không phải lo nhá, hút thì bao la rồi nhá. Với một cái viên gạo như này nó nặng, nhưng mà nó hút đầy như này thì quý vị biết như thế nào, chất lượng nó như thế nào rồi nhé. Đấy, một cái sản phẩm này em đang thanh lý trên kênh đang có giá siêu rẻ luôn, với giá chỉ có 180.000 thôi nhá, 180.000. đấy, quý anh chị em bà con hoặc mà ai có nhu cầu quan tâm đến sản phẩm này thì gọi điện vào số hotline em ghi lên màn hình nhá. Tiếp tục ngày hôm nay về thêm một cái tuyệt phẩm nữa cho quý vị bà con của bạc mình thường hay đi đêm nhá. Và nói chung là có những cái ngành nghề bảo vệ thì hay thường xuyên sử dụng những cái vật dụng như này. Đây là một cây đèn pin. Đấy, một cái màu đèn pin phải nói em bao cho toàn thể quý vị mình rọi xa rồi sáng nhá. Đấy, và nó có tính năng là đèn bên hông này và đèn nhấp nháy báo sự cố này. Và đặc biệt đây là nó một cái đèn là bao sáng này. Đấy, cái đồ sáng của nó là rồi đến từng một cái số luôn quý vị nhá, bao xa luôn, bao chất lượng, bao xịn sò cho toàn thể quý vị bà con của bạn mình. Đấy, đây là tính năng nhá. Đấy, đây đèn bên hông, đây là cái màu đèn bên hông cho em này. Rồi đây là đèn báo sự cố nhấp nháy nhá. Đấy, nó cực kỳ là đa năng như này, ok chứ quý vị. Rồi, và đặc biệt thêm một cái tính năng nữa mà quý vị phải nói là phải hú hồn với nó này. Đây, nó nằm trong lòng đấy, trong gọi là nội tạng của nó nhá. Đấy, mở nó ra là gấp đôi nó lại. Đây là những cái chi tiết mình có thể giải quyết những cái sự cố cần thiết nhá. Giải quyết những sự cố cần thiết như con ốc, con vít này, lục giác này. Những cái này là những cái cực kỳ thông dụng luôn cho bà con quý bác mình ai có nhu cầu sử dụng nhá. Với cái sản phẩm này thì nói chung là thanh lý giá cực kỳ rẻ luôn. 195.000 nhá, 195.000 cho toàn thể quý bà con của bác mình này. Đấy, mua về xài cực kỳ sướng quý vị nhá. Đấy, em bao chất bao xịn sò cho toàn thể quý vị mình bà con của mình luôn nhá. Rồi, tiếp quý vị ơi, đấy, ngày hôm nay về một lô sản phẩm, nó giống cái dòng sản phẩm này em đi quá trời luôn và về liên tục, nó cập bến liên tục nhá. Đấy, quý vị nhìn thấy nhá. Đây là một đây là một cái đống lô la. Đây là cái dòng sản phẩm hàng cực kỳ là ngon luôn. Đây là một cái mẫu bút thư điện. Đấy, nhà nào cũng nên dùng có một cái bút thư điện như này nhá, để mình đo được cái đồ giờ, nhiều lúc sửa chữa điện này, cực kỳ là hay nhá. Đây là cái dòng điện tử, bút điện tử cho em nhé, bút thư điện tử, và đo được cái dòng rò này, bút điện được dòng rò nhá, và cái giống như dây thông mạch, mình bị đứt dây chẳng hạn là mình đo được nhá. Đặc biệt là thấy chưa, đèn cực kỳ là sáng luôn. Khi bình thường nó thông mạch là nó sẽ màu xanh như này, giống cơ thể của em nó thông với nhau thì nó là màu xanh như này. Còn nếu như mà có nguồn điện 220 đi qua thì nó sẽ là màu đỏ nhá. Nó sẽ bên này nó sẽ hiển thị màu đỏ. Thì hôm nay nhân dịp để cho những ngày riêng những cái khách hàng nhá, thân thương, thì anh nào mà có nhu cầu quan tâm thì ba cái thì 30.000. Nhưng mà mua lẻ một cái là 15.000 nhá. Mua lẻ một cái, hai cái là 15.000 một cái, mà ba cái là 30.000 thôi. Đấy, ba cái là 30.000 quý vị nhá. Đấy, nhanh tay nhanh chân mốc luôn quý vị ơi. Đấy, hàng số lượng bao la luôn. Đấy, quý vị anh chị em bà con của bạc mình có nhu cầu quan tâm thì ở em nhá.